Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Phú Mỹ cũng vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp năm 2023 để chọn ra 3 ý tưởng dự án vào vòng thi cấp tỉnh. Cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp thị xã Phú Mỹ năm 2023 do Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã tổ chức từ tháng 8 năm 2023. Tham gia cuộc thi có 15 ý tưởng dự án, 8 ý tưởng dự án xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Thi chung kết, thí sinh, nhóm thí sinh trong thời gian 10 phút thuyết trình dự án của mình, kết hợp trình chiếu PowerPoint, minh họa trước ban giám khảo và trả lời các câu hỏi liên quan. Ban tổ chức chọn ra 3 ý tưởng dự án tham gia cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp cấp tỉnh